Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy cùng dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trên kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 2 tháng 10 năm 2023. Thưa quý vị, đại họa tiếp tục đổ lên chính quyền ông Tập Cận Bình khi ngày 1 tháng 10, thần sấm và thần sét chút giận ầm ầm và đùng đùng đánh sập mạng lưới điện quốc gia của Trung Quốc và đánh lõm một đoạn đập Tam Hiệp, khiến nguy cơ vỡ đê sông Dương Tử lên tới 99%. Hàng ngàn ngôi nhà đã bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Trung Quốc tiếp tục đón nhận ngày thứ 40 đầy đen tối và thiệt hại vô cùng nặng nề. Thưa quý vị, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, mưa lũ, động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở dự báo là vẫn tiếp tục dồn dập, đổ xuống 28 tỉnh thành phía Nam của phía Trung Quốc trong những ngày tiếp theo, đặc biệt sẽ nhiều hơn vào nửa cuối tháng 6 năm 2023, làm cho bầu trời Trung Quốc đầy xám xịt và u ám ngày càng trở nên đen tối hơn. Theo Cơ quan Phòng chống thiên tai của Bắc Kinh cho biết, ngày 1 tháng 10, mưa to xối xả cộng với sấm chớp đùng đùng đoàng đoàng kéo dài suốt 9 tiếng đồng hồ đã làm cho 20 triệu người dân của thành phố Hà Nam, Vũ Hán, Hồ Bắc và An Huy thiệt hại nặng nề. Các tỉnh và thành phố nói trên của Trung Quốc tiếp tục bị nhấn chìm trong mênh mông biển nước. Có những nơi, vùng trũng ngập lên tới 11 mét khiến 3 tỉnh thành phía Nam nói trên của phía Trung Quốc phải hủy bỏ kỳ thi Đại học Quốc gia thường niên. Các nhánh sông thuộc hệ thống sông Dương Tử đã buộc phải nâng cảnh báo lũ ống, lũ quét, sạt lở lên cấp độ 2, cấp độ cực kỳ nguy hiểm. Ngày 1 tháng 10, Trung Quốc cũng ghi nhận những trận sấm sét kinh hoàng đã xuất hiện ở nhiều nơi, dẫn tới hệ thống điện quốc gia của nước này bị đánh sập. Toàn bộ 16 thành phố phía Nam của Trung Quốc chìm trong bóng tối, rất nhiều người sống trong cảnh màn trời chiếu đất, đến gói mì tôm cũng không có mà ăn. Cảnh tượng lầm than bao trùm lên một bầu trời u ám, đen tối, mọi người chỉ biết ngồi cầu nguyện và mong sao mưa bão sớm chấm dứt để trở lại cuộc sống bình thường. Trước hơn một tháng vừa qua, người dân của Trung Quốc đã quá khổ rồi. Nhiều ý kiến cho rằng người dân của Trung Quốc rất đáng thương và cần được giúp đỡ. Một phần bởi vì họ đã thực sự kiệt sức khi 2 năm qua phải gánh chịu sự tàn phá nặng nề bởi con virus mang tên corona. Bây giờ lại đến sự nổi giận của thiên nhiên trút xuống làm cho những người dân vô tội của Trung Quốc hứng chịu hết nỗi đau này đến nỗi đau khác. Hơn 1,4 tỷ người dân Trung Quốc đại lục bây giờ chỉ mong muốn có một điều nhỏ nhoi, đó là cuộc sống trở lại bình thường. Thế giới không có chiến tranh, người người được hạnh phúc. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho biết điều nhỏ nhoi đó có vẻ như cũng không được chính phủ và người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đáp ứng. Bởi vì Bắc Kinh đang trải qua những ngày tháng u ám đen tối nhất trong lịch sử của Trung Quốc, nhưng chính quyền của ông Tập hầu như đang bỏ mặc người dân, không quan tâm đến cứu giúp người dân trong cảnh hoạn nạn. Chính quyền của ông ta đang còn bận rộn cho những việc đi xâm chiếm Biển Đông và đánh nhau với tất cả các nước, hòng chiếm đóng một phần lãnh thổ, lãnh hải của những nước xung quanh mình. Bằng chứng xác thực nhất đó là vào ngày 1 tháng 10, thần sấm và thần sét đã dội đùng đùng làm đứt lưới điện quốc gia của Trung Quốc. Nhưng chính quyền của họ Tập vẫn đem quân đội đi xâm chiếm Biển Đông ngay bây giờ. Và ngay lúc này, quân đội của Trung Quốc đang chờ tập trận bắn đạn thật ở 3 vùng biển. Một là vùng Biển Đông, khi hải quân của Trung Quốc đang cho rất nhiều tàu chiến, máy bay, tên lửa bắn đạn thật đánh trận giả xung quanh đảo Phú Lâm, ngay sát quần đảo Hoàng Sa, gây ra rất nhiều bức xúc đối với cả các nước trong khu vực Đông Nam Á và cộng đồng trên toàn thế giới, trong đó có Mỹ. Hai là quân đội của ông Tập cũng đang cho diễn tập quân sự ở eo biển Đài Loan để dương oai, thị uy sức mạnh nhằm khống chế vùng biển này. Ba là quân đội của Trung Quốc đang điều rất nhiều xe bọc thép mang theo pháo cao xạ xuất kích lên vùng biên giới giáp danh với cả Ấn Độ, gây ra mối quan ngại sâu sắc cho cộng đồng thế giới và chính quyền Tổng thống Ấn Độ, ông Modi. Các điều tra trên cho thấy rằng người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập chỉ muốn thực hiện cái âm mưu đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải các nước, chứ họ Tập không quan tâm gì đến thiên tai, dịch bệnh đang hoành hành ở nhiều tỉnh của Trung Quốc. Những điều rối ren trên đang khiến cho người dân của Bắc Kinh đang sống trong cảnh lầm than nay lại càng trở nên túng quẫn hơn. Rất nhiều nước đã tỏ ra tiếc thương cho người dân của Trung Hoa đại lục.
nhưng họ chỉ biết trách chính quyền tham lam vô độ của chính quyền ông Tập Cận Bình bởi vì những chính sách sai trái và đường lối không đúng đắn của ông ta đã làm cho Trung Quốc trở nên điêu đứng và tang thương chưa từng có như thế này. Hiện hơn 1,4 tỷ người dân của Trung Quốc đại lục đang mất dần lòng tin với cơ quan đầu não của họ Tập. Thưa quý vị, 3 tháng đầu năm nay, cả nước của Trung Quốc đã xảy ra 168 trận dông lốc, lũ quét, sạt lở và mưa đá. Thiên tai đã làm cho hơn 100 người chết, nhiều người bị mất tích, có tới 130 người bị thương. Lũ lụt, lũ quét, động đất sóng thần đã làm cho 1.750 ngôi nhà bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Rất nhiều cơ quan, ban ngành, chính phủ của Trung Quốc bị phong tỏa vì nước lũ dâng cao. Ước tính thiệt hại về kinh tế là không thể đong đếm được. Nhưng điều đáng nói ở đây, hầu hết cuộc sống của người dân bị đóng băng và ngưng trệ, ngừng hoạt động. Hệ thống điện quốc gia cũng bị gián đoạn, trường học thì đóng cửa, nhà máy, xí nghiệp bị niêm phong và rất nhiều người bị thất nghiệp. Họ đang sống trong cảnh lầm than màn trời chiếu đất, nhưng chính quyền của họ Tập lại không quan tâm tới những người dân trên thế giới, cũng không có một ai và một nước nào ra tay cứu giúp và giúp đỡ Trung Quốc, chỉ duy nhất có một nước, đó chính là chính quyền Campuchia của Thủ tướng Hun Sen. Bởi vì mới đây, tờ báo China Morning Post cho biết Campuchia đã viện trợ 2.000 tấn gạo và mì tôm gói cho người dân Trung Quốc đại lục. Các nhà quan sát cho biết điều đáng chú ý nhất ở đây là mực nước trên sông Dương Tử liên tục tăng cao trong những ngày vừa qua, dâng lên tới mức độ đáng báo động đỏ, làm cho 3 cửa xả của con đập Tam Hiệp hoạt động hết công suất ngày đêm 24/24 giờ. Nếu không, nguy cơ vỡ đập là rất cao. Thưa quý vị, theo tờ báo quốc tế cho biết, do những chỉ đạo sai lầm và những đường lối sai trái của chính quyền ông Tập Cận Bình trong suốt thời gian qua, trên thế giới không một ai và không một nước nào dám ra tay chiến đấu lại với phía Trung Quốc trừ Mỹ. Và đứng trước tình cảnh đó, ông trời dường như đã nhìn thấy rõ tâm can và bộ mặt của những tội ác của Trung Quốc nên đã sai trời, sai đất và sai mẹ thiên nhiên ra tay trừng trị Trung Quốc để trừ họa cho thế giới. Trời và đất liên tục nổi giận cho chút những trận mưa khổng lồ trên trời rơi xuống, khiến cho chính phủ Trung Quốc không kịp trở tay. Gần 40 ngày đêm vừa qua, bầu trời của Trung Quốc luôn trong cảnh u ám và đen tối, không có một lúc nào sáng sủa cũng như có ánh nắng mặt trời. Tính đến ngày 1 tháng 10, Trung Quốc đã trải qua 40 ngày đêm ăn không ngon, ngủ không yên, hết mưa, bão, mịt mờ, sóng to, gió lớn, lũ quét, sạt lở, sóng thần, động đất. Thì ngày 1 tháng 10, họ lại nhận thêm một sự trừng phạt từ thần sấm và thần sét. Dường như mẹ thiên nhiên vẫn chưa ngưng tay trừng trị Trung Quốc và đó chính là nhân quả báo ứng và nghiệp báo đổ lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình. Bởi vì ông ta đã gây ra nhiều đau thương cho nhân loại trong suốt thời gian vừa qua. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là cực xấu đối với người Trung Quốc khi vào lúc 6 giờ sáng ngày 2 tháng 10, trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã phát đi một thông báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn và Trung tâm Cảnh báo Lũ quét, sạt lở của Trung Quốc cho biết tình hình mưa lũ, bão tố, động đất vẫn chưa chấm dứt. Bên cạnh đó là tình hình nắng nóng, hạn hán, mưa đá, bão tuyết cũng đang xảy ra ở khắp các vùng miền trên toàn bộ đất nước của Trung Quốc đại lục. Các chuyên gia khí tượng thủy văn của nước này còn cho biết sau khi lũ lụt thường sẽ là hạn hán và bệnh tật. Còn sau khi hạn hán nắng nóng thì lại xuất hiện mưa cực đoan trên diện rộng. Vì vậy, Trung Quốc được cho là sẽ hứng chịu trong năm 2022 không hề tốt một chút nào. Và nếu như tình hình diễn biến xấu này tiếp tục xảy ra thì nhiều khả năng ông Tập Cận Bình sẽ xin từ chức. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc mang tên China Morning Post, hôm 1 tháng 10 đã có một bài viết rất hay và rất dài miêu tả về thảm họa thiên nhiên đang đổ lên Trung Quốc và cảnh tượng lũ lụt ở gần sát con đập Tam Hiệp khiến giới chức của nước này không khỏi lo lắng. Tờ báo của Trung Quốc cho biết mưa liên tiếp trong hơn một tháng vừa qua không ngừng nghỉ cộng với động đất sóng thần, lũ quét, sạt lở, bão tố phong ba đã khiến cho hơn 800 triệu người dân của Trung Quốc bị ảnh hưởng một cách hết sức nặng nề và tình hình đó vẫn đang có những diễn biến hết sức phức tạp trong nửa đầu tháng 4 và dự báo nửa cuối tháng 4. Tình hình còn trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Với những diễn biến khó lường, hầu hết các vùng đất rộng lớn của Trung Quốc đều bị tàn phá nặng nề. Trên thế giới chưa thấy có một ai ra tay giúp đỡ Trung Quốc, không phải vì thế giới không thương cho người dân của Bắc Kinh mà họ không muốn giúp đỡ chính quyền của ông Tập Cận Bình. Vì giúp đỡ xong, Trung Quốc lại quay ra gây gổ, xâm chiếm, đánh nhau thì lại mệt. Theo thống kê ban đầu, tính đến thời điểm hiện tại, 3 tỉnh, thành phố thiệt hại nặng nề nhất của Trung Quốc đó là thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, nơi có con sông Dương Tử chảy qua. Nơi đây cũng đang sở hữu con đập Tam Hiệp lớn nhất trên thế giới. Đây cũng là điểm đầu tiên trên thế giới có ca nhiễm chủng COVID-19 và đứng thứ hai là tỉnh Hồ Nam.
nơi mà đang có khu du lịch nổi tiếng mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn, hiện cũng đang bị nhấn chìm trong nước lũ. Đứng thứ ba là Trùng Khánh, An Huy. Và điều đáng bàn ở đây là thời tiết ở những khu vực này chưa có nhiều thay đổi. Vì thế, tình hình lũ lụt, lũ quét, sạt lở, động đất, sóng thần vẫn tiếp tục xảy ra đối với cả Trung Quốc. Thưa quý vị, tờ báo Hoàn Cầu của Trung Quốc cho biết, lũ chồng lũ, kinh tế Trung Quốc mất trắng núi tiền. Các thảm họa liên quan tới mưa lũ trong năm vừa qua đã khiến nền kinh tế của Trung Quốc thiệt hại tổng cộng 5,9 tỷ đô la. Mỹ, khắp các vùng miền của phía Nam Trung Quốc tiếp tục hứng chịu mưa lũ. Hơn 120 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trong năm nay. Theo dự báo, những trận mưa xối xả sẽ xuất hiện trong nhiều ngày tới. Hình ảnh trên kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho thấy các tuyến đường và các đồng bằng của Trung Quốc đều ngập sâu trong nước lũ, có nơi ngập lên 11 mét. Cũng theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết, về phía nam thuộc tỉnh Giang Tây, hơn 8.000 người đã phải sơ tán, 54 ngôi nhà đã bị đổ và mưa lớn nhiều ngày qua. Tờ báo Nhân dân Nhật Báo còn thông tin từ Bộ Quản lý Khẩn cấp cho biết, trên cả nước, các thảm họa do lũ lụt gây ra đã phá hỏng 17.000 ngôi nhà, gây thiệt hại 5,9 tỷ đô la Mỹ, khiến ít nhất 121 người chết hoặc mất tích. Tân Hoa Xã cho biết, khu vực đã phải nâng mức đối phó với lũ lụt vì mưa không ngừng nghỉ, càng khiến nước sông dâng cao và khiến con đập Tam Hiệp càng có khả năng nguy cơ bị vỡ, và nếu nó vỡ, nó sẽ cuốn trôi 2/3 diện tích của Trung Quốc ra ngoài Biển Đông. Bản đồ của thế giới sẽ không xuất hiện tên của Trung Quốc nữa, và đó là một điều rất đen tối cho phía Trung Quốc. Và tin đó là một trong những tin thật đáng buồn. Cơ quan khí tượng tỉnh An Huy thông báo các trận lũ quét có nguy cơ tàn phá mùa màng ở các thành phố trực thuộc tỉnh này như Hoàng Sơn, Chỉ Châu, Đồng Lăng và An Khánh. Cơ quan này cũng kêu gọi chính quyền các địa phương phải kịp thời cảnh báo, cung cấp thông tin và sơ tán người dân để giảm thiểu thiệt hại về người và của. Ở Hồ Bắc, các cơ quan kiểm soát lũ lụt đã nâng cấp độ phản ứng từ 3 lên 4 mức độ cao nhất. Tỉnh này đã trải qua 6 trận mưa lớn kể từ đầu mùa, bắt đầu từ ngày 18 tháng 6. Các clip của thành phố Trùng Khánh, Tây Nam của Trung Quốc, video được người dân ghi lại cho biết, mực nước tại một số trạm thủy điện dọc sông Dương Tử và những nhánh sông gần đó đã chạm mức báo động đỏ. Trong khi đó, mực nước ở một trong năm hồ lớn nhất của Trung Quốc đang vượt mức báo động 2 mét. Nguy cơ vỡ đê sạt lở là rất cao. Các chuyên gia khí tượng thủy văn của Trung Quốc dự báo trong một vài ngày tới và trong những tuần tới, mưa lớn, lũ quét, sạt lở, động đất, sóng thần, sấm sét vẫn liên tục xuất hiện dày đặc ở 28 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc, thậm chí nó còn lây sang các khu vực lân cận. Đề nghị người dân và các cơ quan ban ngành phải hết sức cảnh giác và đề phòng. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!